Chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật vui vẻ. Và hôm nay về quê mà, mình sẽ giới thiệu với mọi người vườn hoa quả của bà ngoại mình. Ngay đằng sau mình đây là một cây bưởi nhá. Đây. Thực ra bây giờ bảo cây bưởi gì đây thì tôi cũng không biết luôn, thật sự luôn. Ngày trước, ngày còn nhỏ thì toàn ở nhà thì hay xuống ấy, thì tôi biết chứ bây giờ đi làm suốt ấy. Thi thoảng về thì cũng toàn xin bà mang đi thôi, bây giờ cũng không biết là cây nào với cây nào. Cây này bé chứ thế hệ cây ngày xưa tôi là to lắm. Chỗ này nữa này. Đây là một cây bưởi rất là sai luôn. Đây. Phải đang bưởi diễn à? Và tôi hay bưởi diễn. Ừ. Tiếp đến là mít. Một hàng mít luôn. Chỗ này rất nhiều gốc mít. Năm nay cũng có một ít mít, đẹp nữa tôi sẽ quay mấy cái quả mít còn lại. Cây này mới lớn thôi. Đây mít đây. Này năm khoảng 3-4 năm nữa thì thật mít thì gọi là nhiều, quá nhiều luôn. Rồi trời, đây. Úi trời, đây mít này. Cái này năm nay nhiều quả lắm, cái đợt tôi về. Cái tiêu điểm mà hôm nay ở cái video này tôi muốn khoe với mọi người đây này là mấy cái trụ thanh long của nhà bà ngoại tôi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, đây là mấy cái trụ cuối này nha, nhìn nó hơi lắt lẹp này. Nó quả này. Trời. Đây. Nó bị hỏng đấy mọi người. Còn thực ra nó... Ui, đây, quả thế này. Thế rồi, sượt rồi. Úi dồi. Đây, các bạn thấy không? Bao ngon luôn. Đây, các bạn này. Quả này bị hỏng rồi. Đấy. Đây, đây. Úi trời. Thích chưa các bạn? Thích chưa? Úi trời. Đây. Rất là thích luôn mọi người ạ. Ăn ngọt luôn. Ui quả này đẫy đà luôn. Ừ, các bạn thấy không? Ngứa quá, lắm mũi. Mọi người thấy thích không? Vâng, vâng, vâng. Đây. Đây các bạn này. Úi giời. Các bạn thấy thích không? Thôi. Đây, cầm quả này vào này. Quả gì mỗi một quả. Ừ, đây đây chú vặt cho quả nữa này. Đây này. Không, đây, mày ra đây. Đây đây đây. Nào. Đây đây, quả này. Quả này đang lỗi luôn. Vặt. Không để nó hỏng. Rồi, thế thôi, hai quả thôi. Rồi vào đây. Thật cái dàn thanh long này tôi mê tít luôn. Lần nào về cũng phải vặt đôi quả ăn tại trận luôn.